Thưa quý vị, sáng nay tại Đà Nẵng, cơ quan thường trú khu vực miền Trung Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV tổ chức hội nghị cộng tác viên năm 2023 và một số hoạt động nghiệp vụ báo chí khác. Đến dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng. Phát biểu chào mừng hội nghị Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh khẳng định trong quá trình xây dựng và phát triển, thành phố luôn nhận được sự đồng hành của Đài Tiếng nói Việt Nam, đặc biệt chương trình hợp tác truyền thông giữa đơn vị với thành phố đã gặt hái nhiều kết quả tích cực, mong muốn cơ quan thường trú khu vực miền Trung tiếp tục là người bạn đồng hành đáng tin cậy của nhân dân các tỉnh miền Trung nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng trong việc thông tin phản ánh các mặt hoạt động trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của các địa phương đến với người dân từ năm 2020 đến nay, cơ quan thường trú khu vực miền Trung đã thực hiện gần 18.000 tin bài cung cấp cho các kênh sóng của VOV, trong đó lượng tin bài của cộng tác viên chiếm từ 10 đến 20% mỗi tháng. Nội dung tin bài phản ánh toàn diện những thành tựu của công cuộc đổi mới trên giải đất miền Trung, thông tin kịp thời về kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp công tác phòng chống dịch bệnh thiên tai, nhiều bài viết sâu có tính phát hiện về hàng loạt các vấn đề được dư luận quan tâm như công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng phòng chống tham nhũng lãng phí trong đầu tư công người dân vươn khơi bám biển bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc hiệu quả chất lượng tuyên truyền không ngừng được nâng cao